Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin qua trình đống. Sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích thời sự với bình luận gia Đại Dương và Vạn Lý. Xin cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình bình luận với bình luận gia Đại Dương qua chủ đề Mỹ Hàn tăng cường hợp tác quân sự. Trước hết xin kính chào bình luận gia Đại Dương. Chào cô Vạn Lý, kính chào quý vị. Vâng, thưa ông, thì trong 6 tháng nhiệm chức thì Bộ trưởng Quốc phòng ông Chuck Hagel đã 6 lần công du châu Á và hiện đang có chuyến công du tại Đại Hàn và Nhật Bản trong 5 ngày kể từ ngày 29 tháng 9 thì có ý nghĩa đặc biệt gì không thưa ông? Thứ nhất chúng ta thấy rằng rõ ràng chỉ có trong 6 tháng mà 6 chuyến công du tại châu Á là một cái nó rất là dày đặc cái lịch trình. Như vậy là mục đích để gì? Để theo dõi cái lộ trình trục xoay trục của Mỹ, để xem nó tiến hành như thế nào, đến đâu và cần giải quyết những cái này. Cho nên cần có sự hiện diện để thảo luận trực tiếp với những cái chính quyền địa phương, những cái quốc gia tại chỗ để có thể điều chỉnh kịp thời làm thế nào để thực hiện cho bằng được cái chứ này. Như vậy để nói lên cho anh là một cái chuyện đó không phải là chuyện làm thay đổi được, mà là một cái quyết định cố định của Mỹ là nhất định phải thực hiện bằng được. Cũng đó cũng là một cái thông điệp để gửi cho Trung Quốc, nói rằng chúng tôi quyết định như vậy chứ chúng tôi không thể thay đổi. Mặc dù ông có tăng cường sức mạnh quân sự đến đâu, mặc dù ông muốn làm gì muốn, nhưng mà chúng tôi, những nước đồng minh của tôi hoặc là thân cận của tôi luôn luôn đứng về một phía để muốn cân bằng cái quyền lực mà các ông đã muốn thay đổi. Thì giữa hai bên, một bên muốn thay đổi, một bên muốn cân bằng, thì dĩ nhiên nó phải có đụng độ, thưa cô. Vâng, thưa ông, thì tại Đại Hàn thì Bộ trưởng Hoa Kỳ ông đã thị sát cái khu phi quân sự, tham dự duyệt binh, hội đàm với Tổng thống Park Geun-hye và bàn việc chuyển giao quyền chỉ huy thời chiến. Ông nhận xét như thế nào? Thì đầu tiên chúng ta thấy rằng vấn đề cái củng cố liên minh quân sự Mỹ-Nhật-Hàn nó rất là quan trọng, bởi vì đó là luôn luôn là một cái lực lượng để ngăn cản cái sự bành trướng của Trung Quốc ở tại biển Đông Trung Hoa. Cho nên cái việc bây giờ là Hoa Kỳ tham dự vào không những để tự tăng cường cái sức mạnh quân sự mình, mà còn tạo điều kiện để cho Đại Hàn và Nhật Bản phải tự trang bị lấy vũ khí của họ, từ cái chỗ mà vũ khí phòng thủ tiến lên vũ khí tấn công. Thì đó là một cái sự thay đổi rất là lớn. Và hơn nữa thì đang cố gắng giảm cái chiếc dù che, cái chiếc dù che của Mỹ. Trước đây chúng ta Mỹ che toàn bộ hết, nhưng bây giờ có lẽ Mỹ chỉ che cái phần cái dù che nguyên tử thôi. Còn tất cả các vũ khí quy ước thì các cái nước bắt đầu phát triển càng ngày phát triển càng nhiều để thay cho những cái vũ khí quy ước của Mỹ ở tại vùng đó. Và chúng ta đều thấy rằng nhân cái chuyến thăm này thì ông Bộ trưởng Hagel và bà Tổng thống Park mới có một điểm đồng ý duy nhất là nhận diện được cái nguy cơ nguyên tử Bắc Hàn. Và ông Hagel đã nói rõ rằng cái nguy cơ nguyên tử Bắc Hàn không phải là chỉ riêng cho Nhật Bản hoặc là Nam Hàn, mà là cho cả tới nước Mỹ. Vì thế cho nên hồi tháng 5 chẳng hạn thì Mỹ đã đem thêm 14 cái hỏa tiễn ngăn chặn cho lá chắn của ở tại Alaska. Thì nói lên cái nguy cơ đó, mà nếu nguy cơ thì hai bên họ phải hợp tác với nhau để làm sao cho có thể ngăn chặn được cái tham vọng của Bắc Hàn. Vì thế cho nên phía Hoa Kỳ đã đồng ý cho Nam Hàn là chế tạo cái hỏa tiễn, tăng cái tầm bắn từ 500 km lên cho tới 800 km. Nhưng bây giờ cái hỏa tiễn mới nhất của Đại Hàn nó lại trên 1.000 km rồi. Tức là cái bao trùm toàn bộ cái bán đảo Bắc Triều Tiên, bán đảo Triều Tiên, có nghĩa là toàn bộ cái miền Bắc để nằm trong cái tầm đó. Mà những hỏa tiễn này là có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là bắn triệt hạ các cái căn cứ hỏa tiễn, các cái vị trí hỏa tiễn của miền Bắc. Thứ hai là tàn phá các cái hệ thống gọi là trọng pháo hay là đại pháo của Bắc Hàn chẳng hạn. Tiếp theo là chúng ta thấy một điểm nữa là hai bên sẽ thảo luận một vấn đề quan trọng là làm sao Nam Hàn có thể
tiếp nhận cái quyền chỉ huy. Thì ở đây chúng ta thấy một cười, dự trù là tới 2015 thì phía Hoa Kỳ sẽ chuyển giao cái quyền chỉ huy trong chiến tranh cho Nam Hàn, cho tướng lãnh Nam Hàn. Chúng ta nhắc lại là sau khi mà hai bên lập cái ủy ban hỗn hợp á, thì quy định rõ ràng là tướng lãnh Mỹ chỉ huy hết cả lực lượng quân đội. Nhưng mà lần lần trong thời bình thì họ có thay đổi, nghĩa là nay kỳ này thì ông nhiệm kỳ này thì ông Mỹ, nhiệm kỳ kia thì ông tướng Đại Hàn. Nhưng mà chỉ trong thời bình thôi, còn thời chiến vẫn là Hoa Kỳ. Bây giờ cho nên Hoa Kỳ muốn chuyển cái quyền lại cho Nam Hàn, nhưng Nam Hàn họ không nhận. Họ nói rằng bây giờ tình hình thay đổi, họ chưa kịp nhận. Thì ở đây nhắc cho chúng ta một điều là cái quan điểm giữa Việt Nam và Đại Hàn nó khác nhau. Đại Hàn thà rằng có quân ngoại quốc đóng trên đất nước để mình phát triển và giữ an ninh, hơn là không có quân đội phát triển và không có quân đội ngoại quốc đóng mà mình lại tụt hậu, mình lại không bảo đảm an ninh. Đó là quan điểm mà tôi nghĩ rằng phía Việt Nam cần rút kinh nghiệm để thấy rằng đừng có nghĩ rằng quân đội ngoại quốc ở trên đất nước mình là sai, mà nó có thể là một cái chiến lược rất là khôn khéo, thưa con. Vâng, xin cảm ơn ông. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần nhận định của bình luận gia Đại Dương có liên quan tới Mỹ-Hàn tăng cường hợp tác quân sự. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúng tôi trân trọng kính chào.